Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian gần đây, câu chuyện sử dụng thần dược chè vàng cho các thai phụ và sản phụ ngày càng được quan tâm đặc biệt. Vậy thực sự, chè vàng có tác dụng gì với phụ nữ sau sinh và nguồn gốc của loại thảo dược này từ đâu mà có? Hãy cùng Sức Khỏe Tự Nhiên tìm hiểu chi tiết trong video này nhé! Chè vàng là gì? Chè vàng là loại thảo dược quý hiếm được dân tộc Việt khai thác và sử dụng từ hàng trăm năm trước vào nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên, trong những năm gần đây thì công dụng đa năng đối với phụ nữ sau sinh của chè vàng ngày càng được chú trọng hơn. Đây là một loại thảo mộc thân gỗ với khả năng khai thác dược liệu ở cả lá cây lẫn thân cây. Hàng chục bài thuốc dân gian đã có sự xuất hiện của chè vàng và các nghiên cứu khoa học hiện đại cũng đang góp phần đưa loại dược liệu quý này vào danh sách nghiên cứu chuyên sâu. Tác dụng của chè vàng với phụ nữ sau sinh. Theo Dược điển Kinh Thư Toàn Tập thì chè vàng là vị thuốc có vị đắng nhẹ, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, sát khuẩn, hạt huyết chống độc và đặc biệt là thanh lọc cơ thể, kích thích tạo sữa ở các sản phụ vừa mới sinh. Chè vàng đặc biệt hiệu quả khi dùng cho các sản phụ bị khô sữa, hiếm sữa. Sau đây là những tác dụng tuyệt vời mà chè vàng mang lại cho phụ nữ sau sinh. Nếu bạn sắp lâm bồn hoặc bạn bè, người thân sắp đón chào thành viên mới của gia đình thì đừng bỏ qua những công dụng tuyệt vời này. Chè vàng có tác dụng lợi sữa, thanh sữa. Chè vàng có chứa hoạt chất glycoside, đắng, chất chống oxy hóa, các vitamin và khoáng chất cần thiết khác để tuyến sữa hoạt động ổn định hơn, chống lại các triệu chứng mà phụ nữ sau sinh thường mắc phải như tắc tia sữa, viêm hay áp xe tuyến vú. Bên cạnh đó, hợp chất glycoside đắng còn được cho rằng có tác dụng làm cho dòng sữa thêm dịu mát và thân nhiệt với hệ tiêu hóa bé bỏng của trẻ sơ sinh. Bên cạnh đó, hợp chất glycoside đắng còn được cho rằng có tác dụng làm cho dòng sữa thêm dịu mát và thân thiện với hệ tiêu hóa bé bỏng của trẻ sơ sinh. Chè vàng góp phần giảm viêm, nhiễm hậu sản. Nỗi ám ảnh lớn nhất của các sản phụ sau khi sinh chính là nguy cơ viêm nhiễm khi sống cùng vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Nhưng bạn đừng lo, các hoạt chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong chè vàng như flavonoid sẽ giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn và làm dịu vết thương khi sinh nở. Quá tuyệt vời, phải không nào? Chè vàng giúp điều hòa kinh nguyệt cho phụ nữ sau sinh. Sinh nở là một quá trình vô cùng phức tạp, xảy ra cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể phụ nữ. Nếu chẳng may, các tuyến nội tiết gặp sự cố và hoạt động bất thường, thì hiện tượng rối loạn kinh nguyệt là khó tránh khỏi. Chè vàng sẽ giúp các mẹ bỉm sữa giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả. Các hoạt chất kích thích nội tiết tố và làm sản sinh estrogen giúp chu kỳ kinh nguyệt nhanh chóng ổn định như trước khi mang thai. Chè vàng giúp điều hòa cơ thể, da trắng giáng sinh. Một công dụng của chè vàng với phụ nữ sau sinh khá ít người biết đến, đó là điều hòa cơ thể và góp phần quan trọng vào công cuộc lấy lại vóc dáng của các mẹ bỉm. Chè vàng kích thích các mô, tăng cường tuần hoàn nên năng lượng dư thừa sẽ giảm đi đáng kể. Ngoài ra, điều này còn giúp cho nguồn sữa giàu dinh dưỡng và năng lượng hơn để bé có thể hấp thụ, bù bẩm khỏe mạnh. Cách sử dụng chè vàng đơn giản mà hiệu quả nhất. Hiện nay, chè vàng đang được hàng trăm ngàn sản phụ sử dụng với 3 cách thức chính như sau. Nấu nước chè vàng để nguội và uống thay nước lọc. Ở cách này, bạn chỉ cần lấy một nắm lá chè khô nấu với 2 lít nước, đun sôi 10 phút và để nguội uống hàng ngày sẽ rất tốt cho sức khỏe cả mẹ và bé. Hãm nước sôi và dùng như nước trà,
Nếu bạn thích uống trà nóng thì có thể hãm nước sôi và dùng nóng theo từng bữa ăn. Không nên uống khi trà đã nguội trong thời gian dài nhé. Dùng cao chè vàng. Vì là loại dược liệu quý nên chè vàng được dùng để nấu cao, giúp tăng hiệu quả và dễ dàng bảo quản. Bạn có thể đặt mua cao chè vàng tại một cửa hàng, siêu thị. Mỗi lần uống pha 1/2 muỗng cà phê cao chè vàng với 1 ly nước lớn. Chúng ta có thể thấy rằng việc sử dụng chè vàng vô cùng đơn giản nhưng mang lại công dụng thiết thực cho phụ nữ sau sinh. Vậy nên đừng bỏ qua loại dược liệu thiên nhiên thanh khiết này nhé. Những lưu ý khi sử dụng chè vàng. Ông bà ta thường có câu, nhiều quá luôn là không tốt. Và khi sử dụng chè vàng, chúng ta cũng cần lưu ý một số điểm để đảm bảo sức khỏe nhé. Không uống chè vàng đã nguội lạnh để qua đêm. Không dùng chè vàng với khối lượng lớn, đậm đặc, vì non nóng, nhìn thấy hiệu quả. Người bị hạ huyết áp thì nên cho vài lát gừng vào khi nấu chè vàng. Trên đây là một số chia sẻ cơ bản nhưng cần thiết nhất để các bạn biết được công dụng của chè vàng với phụ nữ sau sinh. Mong rằng những kiến thức này sẽ có ích và giúp cho bạn hoặc người phụ nữ bạn yêu thương trải qua kỳ sinh nở khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.